đẩy trụ khá tốt khi mà có sự xuất hiện của hai vị tướng xạ thủ, thêm một Ignis nữa. Với thời điểm hiện tại thì đầu game Ignis vẫn có thể có được sức mạnh vô cùng lớn để SGP có thể có một thế trận snowball. Nhưng nhìn sang BRS thì chúng ta đang nhìn thấy nhiều hơn có con bài có thể tạo ra những khả năng đột biến như là Case với những cú tốc biến xung phong đẩy, hoặc là YT anh đã chọn chỗ đứng tốt này, một cú đá tứ nguyệt chạm chúng những thành viên chủ lực của SGP, thì đó cũng sẽ là lý do đủ tốt để cho BRS tràn lên. Mùa gần nhất, mùa xuân của năm 2024 thì Black Sun Sport họ cũng có được 2 bàn thắng trước Samantom ở trong trận đấu lượt đi và họ chỉ thua với tỷ số là 2-3 thôi. Với Black Sun Sport thì đó cũng là thành công rồi khi mà họ không để mất đi quá nhiều hiệu số bàn thắng bàn thua trước một đối thủ mạnh như là Sài Gòn Phantom, và nhất là vào thời điểm này thì Phantom họ cũng đang bị tổn thương sau thất bại trước TDT, thì đây có lẽ cũng là thời cơ dành cho Black Sun Sport chăng. Trong khi đó thì với Sài Gòn Phantom thì đây là một cơ hội để cho đội tuyển này tái khẳng định vị thế của bản thân, một trong đội tuyển nếu như không muốn nói chính là đội tuyển mạnh nhất ở vào thời điểm này. Và chúng ta cùng đến ngay với ván đấu đầu tiên, những bước di chuyển ở khu vực đường giữa và để xem có những dấu hiệu cướp sừng tới từ cả hai bên hay không. Đây ba người trong đó, bên kia chiến tuyến cướp với hai người thành viên mà thôi, River vẫn để dành cho mình cái chứng chỉ ở trên người và anh ta sẽ chứng chỉ cướp đi thành công cho mình, đó là con mùa xanh. Nhưng chiến công đầu tết đã có cái HQ bị tách ra khỏi vị trí người chơi đi rừng của đội tuyển Black Sun. Phoenix có được tình huống đi đường là tốt hơn. Đây là khu vực đường giữa nơi mà Bung đang bị River phát hiện ra. River nhảy tam giác quỷ trúng người của Bung rồi, nhưng không có sự hỗ trợ và River một lần nữa lại đơn độc này. Anh ta lại đang phải bỏ chạy đi và đứng như thế này thì lần này tôi nghĩ rằng River không về nổi nữa rồi. Chắc chắn là phải nằm lại đến từ River và hai điểm hạ gục dành cho Sài Gòn Phantom. Anh ta có một góc chạy về nhà chính đối phương chứ không phải là góc chạy về nhà mình, anh Sơn đã có hiểu thế. Và bây giờ là lúc mà đá tứ nguyệt chạm tới từ Whitey, qua đã phải nằm xuống, còn mạng rồng thì rồng thuộc về cho bên phía Black Star Sport để có những tình huống chống chịu tốt hơn. Như Case tốc biến lên và khép bóc đẩy được Phoenix. Phoenix mất tốc biến và sát thương là đủ dành cho River, một mạng dành cho Black Star Sport. Trong đấu đường dưới này thì Case đang tìm một góc đi nhưng bị phát hiện ra bởi đó là Khoa rồi. Đây là tình huống Case tiếp tục tốc biến vào đẩy thẳng vị trí Phoenix, là những gì Case làm khá mượt. Phoenix không làm gì được ở trong tình huống vừa rồi và lấy được cả trụ lẫn người. Đến từ bên phía đội tuyển Black Sun Sport họ đổi lại cái mạng River trong tình huống diễn ra gần hang rồng. Nhìn chung là Case vẫn đảm bảo được khả năng tạo đột biến, nhưng đường trên đang là Kuga quẩy hai người của đối thủ, đấm gục được một thành viên đó là Tác. HQ cũng rất yếu máu trong tình huống diễn ra vừa rồi. Kuga hiện diện một cách quá bất ngờ từ cái bụi ở khu vực cánh trên và bây giờ thì lợi thế trở lại với Sanvato một cách rất dễ dàng với sự xuất hiện của Skirt, và thậm chí là khu vực đường giữa họ cũng đang làm loạn lên khi mà cái trụ này có lẽ cũng sẽ mất đi rất nhanh. Hai trụ liên tiếp dành cho Sanvato, cứ tốc biến vèo vèo đến từ Case, tôi nghĩ chắc chắn là phải có bổ trợ rồi. Đây là Kuga đấm khá đau vào người HQ rồi, nhưng một lần nữa thì tôi nghi ngờ rồi, Kuga sẽ phải nằm lại cùng cái trụ này. Chắc Kuga cố gắng bỏ chạy đi, anh ta lần này thì chạy được khá nhanh, nhưng Fizz ra đỡ đòn cho Kuga, nhưng Fizz đang tấn công thẳng vào vị trí của Case, mất khá nhiều máu. Đó là cái lần này thì Case không về được nữa, nhưng Khoa vừa vỗ mà không trung, HQ cố gắng đổi mạng không đổi mạng được thành công. Một tiếng đẩy hơi quá sâu đến từ bên phía Black Sun Sport và họ mất đi khá nhiều thành viên khu vực đứng trên. Đường dưới đang thì xảy ra tình huống solo kill khi mà Whitey đang cùng với Bung đều tiêu cho mình quả cầu băng xương, nhưng cuối cùng thì không thể ăn được Bung nữa. Bung là người có điểm hạ gục thành công của White Team. Bung cũng có mặt ở khu vực gần hang Seja, không ai muốn bỏ con Seja này bởi nó quá quan trọng. Và liệu rằng có một tình huống mà Seja sẽ hồi máu tiếp hay không? Đây cây này tiếp tục có tốc biến, anh ta đẩy trúng người Phoenix. Phoenix đang mất máu rất nhiều, bị nằm lại, bị ám sát bởi đó là White Team rồi. White Team lần này có thể cũng sẽ phải đổi mạng thêm một lần nữa. Nhưng đây là tình huống mà vỗ được quá nhiều người đến từ Khoa, nhưng quay trở lại, Khoa cũng đang bị yếu, Fit cũng đang yếu dần. Fit còn rất ít máu, anh ta vẫn đang có thể thả diều nhưng vẫn sẽ phải nằm lại, đó là Fit rồi. Khi mà có bọn đẹp đến từ vị trí của River, 1-3 có lợi dành cho Black Sun Sport. Mà có lẽ là yếu tố kinh nghiệm vẫn đang làm điều mà Black Sun Sport kém hơi quá nhiều so với Sam Phantom chăng. Nhưng Fit đang bị quay. Fit ơi, Fit sao lại lạc lại ở vị trí này? Fit cũng phạm sai lầm, cây cũng phạm sai lầm thêm một lần nữa. Những mạng lẻ đang nằm lại rất nhiều đến từ cả hai bên. Giao tranh vẫn đang nổ ra, River đang quẩy giữa vòng vây đối thủ, anh ta hạ gục được Kuga, hạ gục thêm cả Phoenix nữa. River lấy được 2 điểm hạ gục nhưng anh ta cũng đã phải nằm lại rồi. Ở một vị trí khác thì HQ cũng đã hạ gục được Khoa, như vậy là 2-4 tiếp tục có lợi dành cho Black Sun Sport. Nghĩ thời gian là đủ, một mình Bung không thể nào chống trả được với con xạ thủ Elandor này, và thậm chí Black Sun Sport đang muốn nhiều hơn. Fit chuẩn bị ra và Bung lên ra bộ bệnh rồi. Bây giờ lúc mà vẫn đang có lính HQ bắn quy không kịp, chủ nhà chính không kịp rồi. Bung đang dọn lính bằng cú trường trì và bắn tay của mình với double kill từ nước Fit rồi. Con xe ra này có mặt đây nhưng Tắc đã phải nằm xuống mà giao tranh trước đấy. Whitey đang đến, SGP đang muốn ăn xe ra, SGP đang chia người nhưng Fit mất đi nhiều máu quá. Fit nằm xuống bởi cú bơ lên tay, con xe ra, xe ra thuộc về cho lại Bung với cú trường trì. SGP có xe ra, River bỏ chạy nhưng lên bả đến số mất rồi. Whitey núp bụi ở đây, anh ta bị lên tới từ một cú
vỗ trong tay của Khoa. Kuga có double kill. SKP tràn lên với mua lưới xây ra của mình. Case đang bỏ chạy nhưng Kuga quá trâu đổi sang Thuấn. HQ bắn được double kill. Liệu rằng họ sẽ có được một tình huống giữ vị trí tốt cho HQ hay không? Đây đây là tình huống Kuga lao vào cũng tốc biến mình, anh ta dí theo HQ. Nhưng Kuga cũng đã phải thoát ra khỏi tình huống giao tranh. Cây có đỡ đòn được hay không thì cây không đỡ đòn được như Kuga. Và như vậy là thiệt người dành cho bên phía Black Star Sport rồi. Đúng vậy, để xem rằng họ có làm được hay không đây. Đội lính chữa đẩy vào và ba đường rồi. Ba đường là chắc chắn dành cho Seven, thậm chí là họ muốn nhiều hơn thế. Khoa lần này thì có vẻ như đang làm tốt chàng khi mà anh ta đã có cho mình tình huống xử lý tốt. Nhưng đây là cú tụ để chạm mất rất nhiều máu đối thủ. Đến từ vị trí White, White đổi qua cho mình cái liềm, anh ta tiếp tục đang được. Có thể quẩy được ở trong tình huống này. Phoenix cũng đang được bắn, đổi qua liềm một lần, mất liềm đến từ vị trí của White rồi. Và HQ là người duy nhất còn sống sót trong đội hình của Black Silent Sport ở trong tình huống này. Sau nhìn sang Phoenix thì Phoenix cũng không có cái đồ gì nổ đam sau, không có phù hiệu du hiệp. Đây là tình huống mà HQ ơi, lâm nguy rồi, anh ta kẹt lại thế này. HQ mất ra một sự đổi qua cho mình cái liềm, nhưng vấn đề là đổi qua liềm xong thì anh ta cũng sẽ không thể làm được bất kỳ điều gì cả khi mà Seven Tom đánh úp một nhịp quá nhanh. Hỏa bạo ném ra là đẹp đến từ Tác, bây giờ Tác cần phải làm rất nhiều điều thì mình gỡ lại tình huống giao tranh này dành cho các thành viên bên phía Black Star Sport được. YT nằm lại dưới sức bắn đến từ Phoenix và có lẽ như vậy là hết mất rồi, hết rồi. Seven Tom còn cả 5 người, còn Black Star Sport chỉ còn một mình Tác mà thôi. Và bây giờ là lúc mà mỗi Tác anh ta bật lên băng xương ở đây thì cũng chẳng thể chống chế lại được nữa. Sài Gòn Phantom đổi qua rất nhiều những món trang bị trong pha giao tranh vừa qua. Và khi mà HQ và cả Case kẹt lại thì đó là một ván thắng đầu tiên mở màn dành cho bên phía của Sài Gòn Phantom. Có vẻ như là Black Star Sport vẫn chưa thể đủ đẳng cấp để khiến cho cú vấp của Sài Gòn Phantom ở trong vòng đấu gần nhất trở thành một cú vấp nặng nề hơn. Từ cả Liburn và Fit thì cũng sẽ đảm nhiệm vai trò cấu rỉa hơn ở đằng sau từ bên phía của SGP. Còn đảo sang Black Star Sport thì sao đây? Họ đang hướng đến Yan à? Yan tướng mà có thằng giao tranh dài hơi trong trận đấu và cũng khá hợp lý thôi để đối đầu với Lưu Bố cho những tình huống giao tranh dài ở trong những pha 5v5 chẳng hạn. Đánh nhiều nhịp đến từ cả Yan cũng như là Lưu Bố. Trận trước làm trận đấu mà tôi nghĩ rằng là cũng là cơ hội mà chính Sài Gòn Tôm mở ra cho Black Star Sport khi mà bản thân Sài Gòn Tôm họ cũng xa đà và giao tranh là tương đối nhiều và cũng để những mạng hạng mục nằm lại là khá là nhiều. Liệu rằng là Sài Gòn Tôm có siết lại kỷ luật của mình và thi đấu một cách chắc chắn hơn, kiểm soát tốt hơn trong màn đấu thứ hai này hay không đây? Nên nhớ rằng bên phía của Black Star Sport vẫn đang có một vị tướng pháp sư đứng giữa là khá mạnh trong meta hiện tại, đó là Ignis, để có thể trèo kéo thế trận giúp cho bên phía của BSS có thể đạt được độ 9 với River với cả HQ trong ván thi đấu này nữa. Chúng ta hãy cùng hướng đến diễn biến đầu tiên ở trong ván 2 giữa Sài Gòn Phantom và Black Star Sport. Bùa đỏ của River đã xuất hiện, nhưng anh ta có được hay không đây? Qua tốc biến lên, Qua đẩy được, đó là vị trí của River. Bị găm bom tới từ đó là Phoenix và chiến công đầu TH dành cho bên phía của Sài Gòn Phantom. Tác cũng đã bị luồn, Tác cố gắng quay trở lại tạo ra tình huống bánh bị kẹp thịt trong tình huống này. Nhưng Bưng vẫn đang ở lại thêm một nhịp nữa, nhảy tam giác quỷ trúng người HQ. HQ out giao tranh cùng với Tác nữa. Cây kẹt lại nhưng cây hút được sát thương là khá tốt ở trong tình huống vừa rồi và không ai phải nằm lại thêm. Bị lính tràn vào rồi, đang làm con Toro dọn lính ở khu vực đường giữa. Anh Case cũng mất máu là không ít một chút nào cả. YT thì mất máu nhiều hơn một chút nữa, thậm chí là anh ta sẽ phải có thể nằm lại trong tình huống này. Đúng là như vậy, với hỏa bạo được ném ra chính xác ở trong tình huống xử lý vừa rồi. SKP họ hướng con xe ra mà không bị một chút can thiệp nào cả. Star Sport chỉ biết đứng nhà phòng thủ mà thôi, và nhảy ra như thế này thực sự là Case cũng đã tự đặt mình vào thế quá khó. Hảo xe ra được ăn một cái thành viên bên phía Sài Gòn Tôm mà họ ăn được thêm cái mạng của Case trong tình huống vừa rồi, thêm cả cái mạng của Tác. Và River nếu như không chạy nhanh có thể mất nốt cái mạng của mình. River thì chạy được rồi ngay lập tức, mặc dù là Case cũng đã sử dụng cho mình cú đại địa chấn, và thậm chí là bây giờ là lúc mà YT đang mất đi cú băng xương trước đợt tấn công của SKP. Qua đẩy được một thành viên, đó là YT trong pha thi đấu này. Tôi vẫn đang tiến lên thêm một tơn nữa. Kuga, Khoa là người tiến lên đầu tiên, đang nhảy ra với đại địa chấn. Đó là những gì mà Case đang làm. Thêm cả YT tiến đến nữa nhưng họ mất máu rất nhiều. Dù sao vẫn đã clear được thành công quái vật rồi. Phòng thủ được là thành công tới bên phía của Black Star Sport rồi. Một cú đại địa chấn dậm tốc biến lần hai để hất tung đối phương. Và gần đây thì chúng tôi cũng đang có một cơn địa chấn cho quý vị khán giả với trang phục Erin tình yêu cổ thích. Và với mức giá ưu đãi là chỉ chậm 499 quân huy, được mở bán từ ngày 16 tháng 8 đến ngày 22 tháng 8. Nhưng trong trận này thì River đã phải nằm xuống trong pha tranh chấp xảy ra vừa rồi. Với Sài Gòn Tôm và với turn F này thì có lẽ là ba đường hoặc là cả trận đấu mất đi chăng. Đây là tình huống của Bơng đang vào hơi quá sâu, Bơng hủy diệt đi HQ thành công. Nhưng Bơng cũng đã phải nằm lại với tình huống xử lý vừa rồi của mình. Đường thứ hai đã có dành cho bên phía đội tuyển Sài Gòn Tôm rồi. Kuga bật chiến thần tiếp tục tấn công vào đội hình của đối thủ. Một cú Excalibur trúng nhiều người đối phương là những gì mà Khoa vừa mới làm được. Hỏa bạo được thả ra, còn Zeta vẫn đang tiến vào nhà chính. Fit ở đằng sau thoải mái thả chiều. Kuga tiến vào thêm một nhịp nữa. Phoenix tốc biến thoát đi ở trong tình huống vừa rồi. Phoenix nằm lại rồi, Phoenix hơi chủ quan, mất hai người đến bên phía Sài Gòn Tôm, mất ba thành viên. Cái nhà chính còn 971 chân máu, 381 máu vẫn đang phòng ngự được đến từ bên phía đội tuyển Black Star Sport trong tình huống vừa rồi. Đấu này chắc chắn mất đi, khả năng rất cao sẽ là như vậy dành cho Black Star Sport. Đây là Bơng bật chiều cuối ngay và anh ta nhảy trúng người River rồi. River nằm lại mất rồi, đúng ở thời điểm con Seja vừa mới ra.
SKV đang dắt lính lên và có lẽ rằng họ đang muốn end luôn trong bối cảnh mà có 5 thành viên khi River đã nằm xuống ở khu vực bùa xanh của chính mình sau khi Fintok biến lên đặt ra rất nhiều sát thương cùng với cả Bừng. Thì bây giờ là lúc mà SKP tràn vào nhà chính bên phía BSS một lần nữa. Họ đang phản công. Ôi, Fit nằm xuống bởi lưới sát thương của YT và thậm chí là YT có được ra một cứu hay là không đây. Khi Phoenix cũng đang gặp nguy hiểm, YT khá trâu, YT mất đi ra một mệnh. BSS vẫn đang phòng ngự được thành công qua tốc biến băng ra đây. Và YT, anh ta lên bảng đếm số dưới lưới sát thương của Liburn. Có về kịp hay không từ lính đây. Lính đi rất nhanh, lính đi ô tác không về, tôi thì mất cả ba đường rồi, nhưng đây thì cũng phải đánh đến từ Black Sport cho Kuga quá khó chịu. Kuga lùa HQ lên bảng điểm số mất rồi, lại là sai lầm đến từ bên phía đội tuyển Black Sport rồi. Kuga đang quá khỏe thời điểm hiện tại và anh ta vẫn đang sống sót sau khi ra khỏi giao tranh. Bên phía bên đất còn 4 thành viên của mình mà thôi và 3 thành viên này vẫn đang là khá ít máu. Gây lên bảng đêm số, Sài Gòn Phantom tràn lên cùng với cả Bưng nữa. Hạ gục đi được River, sau đó YT đến giao tranh. Nhưng có vẻ như là dấu chấm hết dành cho bên phía của Black Sadness mất rồi. Khi những thành viên SKP đang vào chủ nhà chính và họ tấn công vào những thành viên của BSS cuối cùng để có thể dứt điểm đi ván thi đấu này, nâng tỷ số là 2-0 dành cho SKP. Chỉ là chiến thắng được trì hoãn đi một phút thôi, có lẽ chỉ một vài phút thôi, sau khi mà River nằm lại với sai lầm khu vực hang mùa xanh. Ngay sau đó, nỗ lực của YT không đủ để giữ lại trận đấu này dành cho đội tuyển Black Sun Sport trước Sài Gòn Phantom nữa. Họ đang hướng đến Liliana, có lẽ rằng đây sẽ là ván thi đấu mà hiếm hoi chúng ta thấy Liliana xuất hiện tại đấu trường danh vọng mùa đông 2024 từ tuần đầu tiên đến thời điểm hiện tại. Mặc dù có một vài đội tuyển chơi rồi nhưng không phải là quá nhiều. Và vị tướng này đang bị giảm tier so với những kiểu là Ignis hay là Iki ở thời điểm hiện tại. Còn trong cái đó ở bên kia chiến tuyến thì đó là sự xuất hiện của Quicknack để có thể kết hợp cùng với Arum của Khoa. Như vậy đây là ván đấu đầu tiên chúng ta nhìn thấy Arum tại đấu trường danh vọng mùa này. Nếu như mà Black Sun Sport không thể kịp nuôi để Aya đủ lớn và chống chịu được qua một tên thủ khốn rồi vồ vào với hiểm họa không trung thì đó có thể là một hiểm họa mà Sao Mato có thể mang đến khi họ làm được tốt trong giai đoạn đầu của ván đấu. Để xem là ván đấu này thì có thay đổi được không đây. Thực sự rất khó dành cho Black Sun Sport khi mà tỷ số đã là 2-0 và những bóng ma sẽ thành đang hướng đến chiến thắng tuyệt đối 3-0 vậy. Để có thể bước đến trận đấu với đội tuyển FPT Flash vào cuối tuần này một cách thực sự là với tinh thần tốt nhất. Để xem rằng ý đồ của Black Sun Sport sau khi lộ diện ra Rioma cánh trên để anh ta đi đường đơn một mình tốt và cả một Phoenix nữa. Rõ ràng là Aya sẽ hỗ trợ cùng với River trong vòng đấu này để có thể gia tăng lượng kinh tế. Và chúng ta hãy cùng hướng đến những bước di chuyển đầu tiên giữa Sài Gòn Phantom và Black Sun Sport ở trong ván thi đấu thứ 3. Tình huống xử lý vừa rồi với dạng cáo gọi thêm River ra. Nhưng River cẩn thận cú thu khốn. Khoa tốc biến lên, như vừa rồi thì Khoa chưa kịp dùng chiêu cuối vào người HQ. HQ cũng rất nhanh tay nhưng anh ta cũng đã tốc biến được rồi. Bây giờ những người mất máu nhiều có vẻ như là Sam Vato và đây là tình huống. Ôi, như vậy là một tân về với thần môn kịp thời đến từ ba người của Sam Vato. Họ thoát đi với lượng máu rất ít trên người. Toàn thể chiếm được Aoi FMVP khi mà lúc này đây trong cuộc này đang mở bán rồi, chỉ còn ngày mai nữa thôi là nó sẽ khép lại với mức giá ưu đãi. Đây là tình huống mà chiến công đầu TH đã có dành cho HQ rồi đây. Tân đánh tốt đến thành viên bên phía Black Sun Sport nhưng họ mất đi cho mình YT. Quay trở lại đó là Kuga, nhưng Kuga đứng hơi sâu, anh ta vẫn về được với thần môn ở trong tình huống xử lý vừa rồi. Khi mà YT anh ta vẫn đang rất khổ khi đối đầu với Kuga, một Diana cầm theo ma chú nhưng đây là River. River tìm vào Phoenix, Phoenix bất tạm biến, lại bằng là người nằm xuống đầu tiên. Phoenix vẫn đang được sấy nhưng anh ta nằm xuống sau khi hạ cũng đi được River trong pha thi đấu vừa qua. Tak có được double kill, có thêm sự trợ của Aya nữa nhưng lần này thì HQ đã phải lên bảng đếm số dưới lượng sát thương của Bưng rồi. Và đây rồi, Khoa tốc biến lên chủ động chơi vào River. Nhưng River vẫn đang còn Aya đây và anh đã có sự cơ động để có thể là múa may quay cuồng nữa. Kuga đang bỏ chạy, Kuga đang mất đi cả băng xương. Và bây giờ là lúc mà Kuga không ai cứu được nữa rồi. Bưng đang đi đến đây để có thể bắt vào River. Nhưng còn sự xuất hiện của HQ và hỗ trợ tới được Case nữa. Lượng giáp ảo của Aya vẫn đang được búp với thời điểm này. Và một pha mưa quá hay tới từ vị trí của River. Và chính anh ta cũng đang có một trang phục rất đẹp tới từ Nagrod khi chúng tôi cũng đang mở bán trang phục này, đó là Nagrod Thứ Nguyên Vệ Thần. Từ ngày 13 tháng 8 đến ngày 31 tháng 8, nhưng giao tranh, Fit nằm xuống rồi. Ôi, YT lên bảng điểm số trong một đợt giao tranh vừa qua. Và YT về không được, còn River thành công đang có một chấm máu để có thể là bỏ chạy. Nhưng lúc này thì AI vẫn đang dự đoán rằng Tom có tỷ lệ thắng là rất cao hơn nhiều so với bên phía Black Sun Sport. Chuyên gia đang được ăn và nó đang tụt máu, nó thuộc về Lai Bưng thành công. Khoa vừa thủ khốn vào thành viên bên phía đối thủ, đó là con hào ảo Seja. Bưng có thể đi bộ về được thành công trong tình huống này và các thành viên của Sport một lần nữa về được với thần môn. Fit đang gặp rất nhiều nguy hiểm, Fit lên bảng đếm số nhưng cái thân vực này là bước đệm để cho SKP tràn ra dứt điểm 4 thành viên của Black Sun Sport.
và đó là double kill dành cho Kuga, double kill dành cho Phoenix và quét sạch dành cho Sài Gòn Phantom. Chưa, liệu rằng đã hết ngay chưa, khi mà sẽ là Seja khu vực đường trên, nơi mà nó rất gần với cái trụ siêu cấp này. Lính đi quá nhanh. Ôi, với ba người như này ở đường trên thì có lẽ là mọi thứ không còn nữa cho đội tuyển Black Salad Sport. Tỷ số sẽ được ấn định là 3-0 dành cho Sài Gòn Phantom ngay ở thời điểm trước phút thứ 10. Và 3-0 dành cho Sài Gòn Phantom rồi, HQ không đủ thời gian để đi ra. Và chúng ta vừa khen River xong thì Black Salad có một cú ngã. Và họ ngã một phát là chơi luôn cả ván thi đấu này. SKP chiến thắng 3-0 với Black Salad Sport. Sắp tới đây giữa Sài Gòn Phantom sẽ gặp FPT Flash. FPT gặp One Star. Không, nhưng mà đây, Bình đang hỏi là đội của mình chứ Bình không có hỏi trận đấu tiếp theo. Bình sẽ nói là trận đấu tâm điểm giữa Sài Gòn Phantom và FPT Flash. Thì bạn đánh giá như thế nào về sức mạnh của họ vào lúc này? Em thấy Team Flash đang ở một cái thời kỳ đỉnh cao phong độ, như là được trở về 4-5 năm trước vậy. Một thời kỳ đỉnh cao mà gọi là không có ai có thể sánh bằng, với những huyền thoại như là Xuân Bách, Ellie và tất cả mọi thứ. Thì Team Flash đang rất là bay pháp phới, bay đỉnh nóc kịch trần. Và em nghĩ là đã có thể là một chiến thắng 3-0. Cho vậy được rồi. Vậy được rồi hả? Ace Cup. Fate for your mistakes. Ace Cup. Mì hào hào, hương vị lẩu kim chi Hàn Quốc. Cay dịu, chua thanh, vị ngon chứ xanh. Hào hào kim chi, cay dịu chua thanh, vị ngon chứ xanh. Chơi game cùng bản thân cần năng lượng. Với nguồn suối tươi sạch từ trang trại TH cùng trái cây tự nhiên, nước uống sữa trái cây TH True Juice Milk cung cấp nguồn năng lượng hoàn toàn từ thiên nhiên. Dù tỏa sức đam mê với skateboard hay party với nhóm bạn, vẫn luôn tràn đầy năng lượng chạy hết mình với mọi cuộc vui. TH True Juice Milk, năng lượng tự nhiên khiến game thực chất.